Thưa quý vị, Viện Hệ thống Vũ khí dưới nước thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước HE-523. Thông tin được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa ra ngày hôm nay 19 tháng 1. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành để đáp trả việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục tiến hành tập trận chung trên vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc trong 3 ngày từ ngày 15 tháng 1 Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Carl Vinson và tàu tuần dương Aegis Princeton của Mỹ cùng các tàu chiến khác của Nhật Bản và Hàn Quốc. Những hành động này được Bình Nhưỡng coi là có thể gây bất ổn tình hình khu vực, đe dọa nghiêm trọng an ninh của Triều Tiên. Quốc hội Đức vừa thông qua các quy định hạn chế mới đối với người xin tị nạn, hợp thức hóa quy trình trục xuất. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng người xin tị nạn gia tăng mạnh Quy định mới với các biện pháp cứng rắn trao thêm quyền hạn cho cảnh sát trong việc truy tìm người được yêu cầu rời khỏi Đức và xác định danh tính người di cư. Quy định cũng tăng thời gian tối đa giam giữ người tị nạn trước khi trục xuất từ 10 ngày hiện nay lên 28 ngày nhằm tạo điều kiện cho cơ quan chức năng có thêm thời gian thực hiện trục xuất. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser khẳng định, quy định mới là cơ sở để Đức giải phóng nguồn lực để phục vụ những người cần nơi tạm trú nhất. Lượng người di cư chủ yếu từ Syria và Afghanistan đến Đức tăng cao trong những tháng gần đây đã gây sức ép đối với chính quyền địa phương và làm dấy lên tranh luận gay gắt về nhập cư ở quốc gia châu Âu này. Nếu không thành lập một nhà nước Palestine sẽ không có cách nào khác giải quyết được những thách thức an ninh lâu dài của Israel trong khu vực và những thách thức ngắn hạn trong công tác tái thiết Gaza. Đây là lời khẳng định vừa được người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller đưa ra sau khi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố với chính quyền Mỹ rằng ông phản đối mọi giải pháp thành lập nhà nước Palestine mà không đảm bảo an ninh cho Israel. Đa số thành viên trong chính phủ của thủ tướng Netanyahu phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine, trong khi chính phủ Mỹ duy trì quan điểm cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để đem lại hòa bình lâu dài trong khu vực. Tuy nhiên thì người phát ngôn Bộ ngoại giao Miller khẳng định bất chấp những bất đồng này, Mỹ vẫn ủng hộ Israel. Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay nước này đã tiến hành không kích trên lãnh thổ Iran hôm 18 tháng 1 nhằm vào lực lượng ly khai người Baloch. Hai ngày sau khi Iran tấn công một nhóm khác trên lãnh thổ Pakistan, căng thẳng giữa hai nước leo thang nhanh chóng làm gia tăng những lo ngại về tình hình bất ổn ở Trung Đông kể từ cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát. cuộc tấn công bằng tên lửa của Pakistan diễn ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào tỉnh Balochistan của Pakistan giáp biên giới với Iran. Các cuộc tấn công được Tehran lý giải là nhằm vào các phần tử nước này cho là khủng bố và đã tham gia vào cuộc tấn công khủng bố gần đây tại Iran. Pakistan ngày 18 tháng 1 cho biết, các lực lượng vũ trang của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động rất cao, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động sai lầm nào từ phía Iran sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ. Trong tuyên bố mới nhất, Pakistan cảnh báo Iran cần tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Pakistan đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của nhóm khủng bố ở tỉnh sistan o baluchistan của iran một số kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt iran là một đất nước anh em với pakistan người dân pakistan tôn trọng và yêu mến người dân iran chúng tôi luôn nhấn mạnh đối thoại và hợp tác trong việc đương đầu với những thách thức chung bao gồm cả mối đe dọa khủng bố trong khi đó, Iran đã triệu đại diện ngoại giao của Pakistan tại Tehran yêu cầu phải giải thích rõ về các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ của mình. Đây là lần đầu tiên Iran và Pakistan tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau và cũng là lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980, lãnh thổ Iran mới phải hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa ngoại trưởng iran trong phát biểu mới nhất đã nhấn mạnh tehran hoàn toàn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia láng giềng nhưng sẽ không bao giờ ngần ngại chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình Mục tiêu của chúng tôi là những kẻ khủng bố Iran trên đất Pakistan. Tôi đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan rằng chúng tôi tôn trọng sự toàn vẹn của Pakistan. Chúng tôi tôn trọng sự toàn vẹn nhưng sẽ không cho phép những hành động ảnh hưởng đến an ninh đất nước chúng tôi. Hiện Trung Quốc đã tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Iran và Pakistan. Iran và Pakistan đều là thành viên của tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Một nghiên cứu mới cho thấy ChatGPT có thể nói dối và gian lận khi người dùng làm khó chúng. Và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vấn quốc tế. Một nghiên cứu đáng kinh ngạc gần đây đã cho thấy AI đã xuất hiện trong những hành vi gian lận một cách tự phát khi chúng được học về các phương thức giao dịch nội gián. Tác giả nghiên cứu cho biết đây là minh chứng đầu tiên về hành vi lừa đảo mang tính chiến lược như vậy trong các hệ thống AI vốn được thiết kế vô hại và trung thực mặc dù các nhà nghiên cứu không đưa ra kết luận chắc chắn về việc ai có thể gian lận trong thực tế hay không tuy nhiên họ muốn dựa trên mô hình này để điều tra về tần suất và các mô hình ngôn ngữ nào dễ mắc phải hành vi này BMW Manufacturing, nhà máy sản xuất và lắp ráp xe BMW duy nhất trên nước Mỹ, đã bắt đầu khởi động kế hoạch triển khai sử dụng robot hình người trong hoạt động sản xuất tại nhà máy. Theo đó, ngày 18 tháng 1, BMW Manufacturing đã ký thỏa thuận thành lập đối tác với Figure, công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất robot, để hiện thực hóa kế hoạch trên khi được triển khai tại nhà máy sản xuất và lắp ráp xe BMW kép tại thành phố Spartanburg, bang South Carolina của Mỹ, robot hình người của Figure sẽ được sử dụng trong các công đoạn sản xuất gồm bộ phận sửa chữa phần thân vỏ ô tô và các chi tiết bên ngoài xe, thiết kế sản phẩm kim loại tấm và công đoạn lưu kho bãi. Dự kiến việc triển khai robot hình người sẽ diễn ra trong vòng 1 đến 2 năm tới. Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 12 người, bao gồm học sinh và giáo viên của một trường học ở bang Gujarat, miền Tây nước này đã thiệt mạng khi thuyền chở họ bị lật trên hồ vào ngày 18 tháng 1. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 20 người và đang tìm kiếm một số người được cho là mất tích. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người trên thuyền khi tai nạn xảy ra. Một quan chức cảnh sát cho biết các học sinh gặp nạn có độ tuổi từ 7 đến 13 và đang theo học tại một trường ở Vadodara. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn về tổn thất sinh mạng trong vụ tai nạn và chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ 2.400 đô la Mỹ cho gia đình có người thiệt mạng. Theo báo cáo ban đầu, chiếc thuyền trên chở học sinh và giáo viên tham gia một buổi giã ngoại do nhà trường tổ chức. Mới đây, một nghệ sĩ người Croatia đã thổi hồn vào hàng ngàn que diêm để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Điều đặc biệt là những tác phẩm này có kích cỡ như thật Tác phẩm điêu khắc tạo hình một nghệ sĩ piano sử dụng tới 210.000 que diêm với tên gọi nghệ sĩ dương cầm là tác phẩm thứ hai của nghệ sĩ người Croatia Tomislav Hovat. Ngoài những que diêm, anh còn sử dụng cả một cấu trúc hỗ trợ từ giấy bồi hoặc gỗ. Ban đầu, anh Hovat tạo ra những mô hình nhỏ hơn nhiều, nhưng vào năm 2013, anh đã quyết định thử thách bản thân với các tác phẩm có kích thước thật với tạo hình nhân vật trong phim bố già. Hiện tại, tôi đã hoàn thành ba tác phẩm điêu khắc. Tôi đang thực hiện tác phẩm thứ bốn. Tác phẩm điêu khắc đầu tiên của tôi được hoàn thành vào năm 2013 mang tên Bố già. Tôi đã làm việc trong một năm rưỡi với 117.000 que diêm. Tác phẩm thứ hai là nghệ sĩ Dương Cầm, được làm từ 210.000 que diêm. Và tác phẩm điêu khắc thứ ba là bộ sưu tập theo chủ đề có tên là Người đàn ông tuyệt vọng. Tôi cũng đã làm việc trong một năm rưỡi với 54.000 que diêm. Lúc đầu, anh chỉ làm các mô hình tưởng tượng bằng que diêm, nhưng sau đó anh muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn, và đó là lý do các tác phẩm điêu khắc này ra đời. Anh Hovat đã trưng bày các tác phẩm của mình tại các phòng triển lãm trên khắp Croatia và rất được công chúng đón nhận.